uống nước chè với mạnh. Chúc cho anh em, tất cả những anh em máy móc nông nghiệp luôn luôn có những chiếc máy ổn định, và khi mà làm việc ngoài đồng ruộng ấy thì người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao để tạo ra cái thu nhập cao cho anh em. Và thưa anh em, cái câu chuyện hôm nay mà mạnh muốn trao đổi với anh em ở đầu video đó là lắp thêm đèn này, quạt này, rồi các cái thiết bị điện làm sao để cho nó phù hợp với cái máy và cần lưu ý những cái gì. Thì thưa anh em là cái này rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta lắp mà sai ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến bình ắc quy, rồi nó ảnh hưởng đến hệ thống điện của chúng ta, và nó làm cho hệ thống điện của chúng ta ấy, nó không đảm bảo ở cái chỗ là nó sẽ hết bình này. Rồi chúng ta chạy đêm, đặc biệt là chúng ta chạy đêm ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc đèn sáng. Rồi chạy đêm nhiều mà nó hết điện đi thì nó rất là phiền phức. Lúc đó chúng ta phải chạy loanh quanh đi mượn bình ắc quy rồi làm đủ trò đủ kiểu, thì nó rất là phiền, nó rất là phiền cho anh em và nó không đạt cái năng suất nữa. Vậy thì chúng ta lắp thêm quạt, lắp thêm đèn, đặc biệt anh em sẽ hay lắp thêm quạt và đèn, thì chúng ta cần phải lưu ý những gì? Thì thưa anh em, có hai thứ cần phải lưu ý. Thứ nhất ấy, đó là cái công suất của cái đèn, cái quạt chúng ta lắp thêm là theo như cá nhân mạnh thì không nên vượt quá 60W tổng thể. Ví dụ chúng ta lắp quạt, lắp đèn, lắp những cái thiết bị phụ thì đừng có vượt quá 60W. Tại sao lại như vậy? Tại vì nếu như chúng ta vượt quá cao cộng với những cái thiết bị điện ở trong máy, ở trên máy nó đang có sẵn, mà nó vượt qua cái công suất của máy phát, nó vượt qua cái công suất phát điện của máy phát, thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa anh em? Là điện nó sẽ hao dần, bởi vì máy phát điện nó phát ra không đủ để cho đèn nó dùng, thì nghiễm nhiên nó không có dư để nó nạp vào bình ắc quy. Đó, chính vì thế nó sẽ hút một lượng điện ở bình ắc quy để nó nuôi cho tất cả cái hệ thống điện của máy cộng với cái lắp thêm. Vậy thì bình ắc quy nó sẽ hao dần. Bởi vì sao? Anh em lại sẽ hỏi mạnh là thế thì máy phát nó phát liên tục. Đúng, máy phát nó phát liên tục, nhưng mà cái đèn, cái thiết bị điện của chúng ta dùng, chúng ta lắp thêm đấy cũng dùng liên tục trong buổi tối. Vậy thì máy phát nó phát nó không đủ để nuôi cái hệ thống đèn rồi quạt rồi mọi thứ của chúng ta, thì chúng điện nó phải lấy thêm từ bình ắc quy, và nó làm cho cái bình ắc quy hao điện đi, đến một cái lúc mà bình ắc quy hết điện thì máy nó sẽ tự tắt, và nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái hệ thống IC này, cho cái hệ thống hộp đen này, mọi thứ, nếu như mà cái điện áp nó thụt xuống nhanh. Đó là những cái đầu tiên mà anh em cần phải lưu ý. Cái thứ hai đó là điện áp mà chúng ta cần phải lắp, cần phải lưu ý khi mà lắp các cái hệ thống điện quạt đèn thêm, đó là điện áp định mức của cái thiết bị mà chúng ta muốn lắp thêm đấy là phải không được vượt quá 12V. Có nghĩa là điện áp định mức là 12V nha, điện áp định mức 12V là một, tổng công suất không vượt quá 60W, không vượt quá 60W nhé, thì nó mới đảm bảo được. Đó là cái điều lưu ý rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống điện của máy và chúng ta lắp thêm. Rồi qua lại cái câu chuyện ngày hôm nay, rất là cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với kênh Kỹ thuật Máy KTM trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu như mà anh em nào mà có thể được thì hãy nhấn một like cho Mạnh. Nếu như thấy Mạnh mà chia sẻ mà có lý hoặc là có đúng thì hãy cho Mạnh một like, cũng như là bình luận để nói lên cái quan điểm của mình, và Mạnh sẽ trả lời cụ thể, đọc cụ thể tất cả các câu hỏi từ trên xuống dưới. Xin chào từ Xuân Dương. Từ Xuân Dương là xuất hiện là sớm nhất, cảm ơn từ Xuân Dương rất là nhiều. Xin chào Thái Anh, chào 500 anh em. Xin chào Quân Audio, phát trực tiếp thứ 5, 6, mình sẽ phát trực tiếp vào trong cái một khoảng thời gian là thứ 3, thứ 5, thứ 7, tùy vào cái thời gian nào đấy. Ví dụ như bây giờ đang trong vụ, thật sự là bây giờ là anh em đang vào vụ nên là Mạnh
nghĩ rằng là mình phải nên phát trực tiếp nó dày hơn để trả lời thêm các cái câu hỏi cho anh em, các cái thắc mắc ngay và luôn cho anh em. Và mình sẽ thường là trong vụ mình sẽ phát vào thứ ba, thứ năm, và cái lịch đăng video của mình là thứ ba, thứ năm, thứ bảy buổi tối hoặc là buổi trưa, để anh em chú ý đón xem nhé, chứ không phải thứ sáu đâu. Rồi xin chào Dương Hoàng Văn, 4T84 rơi vào bao nhiêu HP anh Mạnh? 4TNV84 ấy thì thường là người ta sẽ rơi vào từ 40 rồi đến 45 rồi 48. Đấy, 40, 45, 48 còn gần xít đến 50, 49. Đấy, trong cái khoảng đấy. Vì là 4TNV84 là khoảng đó, là khoảng 40 36 cho đến 35, 36, 34 cho đến gần 50 nhá. Là nó đã được là cái máy nó là 4TNV84 của Janma, thì nó khoảng đó. Nó tùy vào cái thiết kế nữa. Tùy vào cái thiết kế hệ thống hút không khí rồi kim phun rồi buồng đốt mọi thứ. Còn 4TNV84 ấy, 4T84 ấy, tức là nòng 84 và 4 máy, thì nó rơi vào khoảng tầm mạnh cho là từ 35 cho đến xích sắt 50. Rồi xin chào Hiệp Đông Bắc, lại gặp anh Mạnh và mọi người rồi, chào mọi người nhé. Hiệp Đông Bắc gửi lời chào tất cả anh em. Xin chào Trường Nguyễn, anh Mạnh ơi em hỏi tí, GD3036 khi nổ máy mà đánh lái hết cỡ về một bên có tiếng réo ở bơm thủy lực ạ, có bị sao không anh? Trường Nguyễn ơi, khi mà nổ máy đánh hết lái về một phía mà bạn không nghe tiếng réo thủy lực thì mới gọi là có bị sao, tức là hệ thống thủy lực đang có vấn đề, bơm thủy lực đã đang kém hoặc là van đang kém. Còn nếu như mà chúng ta nổ máy mà đánh hết lái ở bất cứ một máy nào, không chỉ riêng vì máy GD3036 mà tất cả các loại máy mà đánh hết lái về một phía mà không nghe tiếng réo của bơm thủy lực thì tức là hệ thống thủy lực yếu. Hệ thống thủy lực yếu nhé. Tại vì sao như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta đánh hết lái về một phía thì cái hệ thống bơm thủy lực cũng như van thủy lực cũng như hệ thống lái nó đang làm việc hết cỡ. Nó kịch kim mà nó vẫn bơm thì nó sẽ phải tăng cái áp suất của thủy lực lên cao, và bơm nó sẽ gọi là nó nằm ở cái vị trí là tải cao thì nó phải hú, nó phải réo. Bạn Trường Nguyễn, nên là cái trường hợp của bạn của con Zonia 3036 là hoàn toàn bình thường bạn nhé. Còn một cái là 3036 nó sẽ dễ phát hiện hơn ở các cái máy khác cùng mã lực như là máy Kubota 4018. Thì máy 3036 nó là thủy lực trợ lực toàn phần bằng xi lanh. Còn 4018 Kubota hoặc các cái một số dòng khác thì thủy lực của nó sẽ trợ lực, bán trợ lực, một cái là bót lái và bơm nhiên liệu và bơm thủy lực. Bơm thủy lực nó phụ vào cái bót lái quay cơ bạn nhá. Nên là hoàn toàn bình thường nhá. Rồi xin chào Phạm Thắng. Xin chào Trần Kiên. Bạn nghĩ thế nào về máy cày lắp tời thủy lực? Anh Trần Kiên có một cái câu hỏi rất là, có một cái đề nghị Mạnh đánh giá về cái chuyện này rất là hay. Và thưa với anh Trần Kiên là theo Mạnh ấy, máy cày mà lắp tời thủy lực thì hoàn toàn là hợp lý. Nhưng một số anh em Mạnh thấy đã làm và có chưa đạt ở chỗ là khi mà lắp tời thủy lực ấy thì chúng ta chọn cái motor thủy lực. Đó là cái quan trọng đầu tiên. Motor thủy lực chúng ta phải biết thông số của cái bơm thủy lực trên máy cày nó như thế nào. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta phải tìm được cái van đúng yêu cầu kỹ thuật của cái van để cấp nhớt cho cái motor thủy lực đấy, motor tời đấy, là phải đúng kỹ thuật để khi mà lắp van vào cái đường ống, nó sẽ nhớt, nó sẽ đến van xong nó quay lại cái hệ thống nâng hạ ba điểm thì nó mới đảm bảo là
chúng ta nâng được, nâng hải 3 điểm và chúng ta tới được. Rồi, vậy thì cái thứ ba đó là cái hộp số giảm tốc của cái bộ tời thủy lực là nó phải đạt. Hộp số giảm tốc của bộ tời thủy lực nó phải giảm tốc sâu, cái tỷ số truyền nó phải cao. Nó phải cao nhá, cái tỷ số truyền ấy. Nó phải không phải cao mà nó phải thật nhỏ. Nó phải thật nhỏ. Có nghĩa là nó phải quay rất chậm, cái đầu ra phải quay rất chậm thì cái lực tời nó mới cao được. Cái lực tời nó cao thì nó mới tời được, cái máy nó mới xuôi soát được, chứ chúng ta mà để cho cái tốc độ nó cao quá thì nó không ổn đâu. Và cái áp suất của cái hệ thống thủy lực, của cái tời thủy lực thưa anh em là của cái máy ấy, thưa anh em là nó là rơi vào tầm 150 đến 160 kg lực trên cm vuông thì hoàn toàn chúng ta có thể lắp được tời một cách vô tư. Nhưng mà cái motor thủy lực thì chúng ta mua cái motor nó vừa phải, cũng như là vừa đúng với cái thông số của tùy từng máy nhé, tùy từng lưu lượng của từng bơm. Có những cái bơm lưu lượng nó 22cc, có những bơm lưu lượng nó 18cc, có những bơm lưu lượng nó 30cc, 32cc, 42cc. Đó là tùy từng độ to, độ nhỏ của cái máy. Thì tùy từng máy chúng ta để chọn cái bơm thủy lực, ở cái motor thủy lực tời cho nó chuẩn. Và mạnh đánh giá thế nào thì mạnh thấy là đánh giá cái tời thủy lực là hoàn toàn hợp lý trên máy cày. Bạn Trần Kiên nhé, anh Trần Kiên nhé. Xin chào chú sĩ Phương Dương. Lâu lắm mới gặp chú sĩ Phương Dương. Chú sĩ Phương Dương là hình như là có cái máy L1235. Mà nhớ không nhầm là như vậy. Mà nhớ chú cũng có đã tuổi đã cao rồi. Chú có máy L1235. Xin chào Hiệp Đông Bắc. Anh Mạnh ơi, đầu nổ D15 bao nhiêu lít nhất vậy? Cái này thì Mạnh không biết. Nên là không thể trả lời cho Hiệp Đông Bắc được, chính xác được. Bạn Hiệp Đông Bắc nha. Xin chào Quân Audio. Anh ơi, L1235 của em lắp hẳn bình 85AH. Máy em hơi khó nổ, nhiều lúc đề lần 2 là không đề được máy kêu ạch ạch. Bình mới mua được gần 1 năm, do đo đồng hồ thì vẫn chuẩn, có tải có cái gì tải cũng vậy, đo đồng hồ thì vẫn chuẩn, có tải cũng vậy hả? Cái có nghĩa là nếu như mà như bạn nói là 85AH mà đề 2 lần là không đề được thì cái bình của bạn bị sụt áp quá nhanh. Cái bình của bạn bị sụt áp nhanh và nó không đảm bảo. Nó phóng điện quá nhanh. Thế thì một cách thế này, khi mà bạn đề thì bạn chọc cái que đo vào luôn trong cái hai cái cực bình. Bạn đo xem cái độ thụt áp nó có nhiều không. Thường là nó chỉ thụt xuống khoảng 10V thôi. Còn nếu nó thụt xuống khoảng 5V hoặc 6V thì không ổn, và bạn phải đổ nước cũng như là vệ sinh cái bình cho nó cẩn thận nhé. Bạn Quân Audio nhé. Rồi, xin chào từ Xuân Dương. Chào toàn thể anh em đang xem trực tiếp nhé. Xin chào Nguyễn Dung. Xin chào Kha Nguyễn. Máy cày anh chạy khoảng 3 ngày hết bình nước, có sao không em? Có hao nước không em? Hao nhiều chứ anh. Máy cày mà chạy 3 ngày mà hết bình nước phụ thì hao lắm, đó là hao lắm. Anh phải xem cho nó nóng máy ở chỗ nào, hoặc là nó có rò rỉ ở chỗ nào không anh nhá. Xin chào Cương Trần. Anh cho hỏi chuyển hướng máy gặt có cắt lại được không? Thật ra thì vẫn cắt lại được. Nhiều anh em đã cắt lại và vẫn ổn. Và vẫn tương đối là ổn. Nhưng mà khi mà chúng ta cắt ấy, khi mà cắt chuyển hướng ấy, thì có một điều quan trọng là phải cân. Cái độ cân đối nó phải cao. Nó phải độ đồng tâm là một này. Độ cân đối giữa 4 cái mẫu hướng nó phải cao thì nó mới tạo ra được một cái độ bền cao được. Chứ không là một, nếu cắt lệch ấy, một vấu nó ăn một vấu nó không là rất là dở. Đó, là rất là dở hơi. Bạn nhé. Ở Hiệp Đông Bắc đầu nổ chỉ có một máy mà có dung tích 1,1 mà nó vẫn có thể tạo ra công suất bằng 3 máy 1,4 lít.
Đó là điều đương nhiên, đó là điều đương nhiên bạn nhé. Đó là điều đương nhiên của công nghệ kim phun rồi hệ thống rồi tốc độ rồi gió bây giờ. Đầu nổ một máy nói một cách cho cùng ấy thì nói thế nào nhỉ, một máy ấy mà cái dung tích của 1.1 nó vẫn bằng những cái động cơ ba máy mà 1.4, đó là điện đưa chuyện đương nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái đầu nổ một máy nó có một cái ưu thế là cái ma sát nó chỉ tạo ra ở một máy thôi, nên là nó cái độ ma sát nó giảm tối thiểu là thứ nhất. Thứ hai là cái đường kính nó to, đường kính của một xi lanh nó to nên là nó chứa được cái lượng không khí rất là nhiều, và nó kích nổ một lần nó sẽ tạo ra một cái công rất là lớn, thì nó sẽ sinh ra cái công suất cũng rất là cao. Đó là cái ưu điểm của máy một máy, nhưng mà nó sẽ rung, sẽ giật, rồi nó nói chung là nó ra một cái giải công suất và mô men xoắn nó không được đều lắm bạn nhé. Nên là cái một máy 1.1 thì công suất cao hơn 1.4 ba máy là chuyện đương nhiên. Nhưng mà khi 1.4 ba máy người ta cải thiện lên, vẫn là 1.4 vẫn là ba máy, cái công suất nó sẽ to hơn nhiều so với là cái 1.1. Đó là tùy theo từng trường hợp cái người ta thiết kế thôi. Người ta không muốn làm lại cả cái hệ thống nên là người ta sẽ tìm các cái cách, tìm các cái công nghệ cụ thể để người ta tăng cái công suất lên. Rồi, xin chào Khang Nguyễn, Bình Đức Phủ nha em. Vâng ạ. Như thế là quá nhiều anh Khang Nguyễn ơi. Xin chào Tân Kim. Anh cho em hỏi chút, Kuta 2002 có bao nhiêu mã lực? Có 20 mã lực thôi anh ạ. Anh em có 20 mã lực. Xin chào Khôi Nguyễn, anh Mạnh ơi, máy em là 1225. Ở ống thở có dây ít nhớt, máy chạy yếu chạy không hao nhớt. Liệu có bị đổ hơi không? Máy chạy yếu chạy không hao nhớt à? Mà ống thở có khói. Thật ra là Mạnh nghĩ là bạn chưa thăm nhớt kỹ. Ống thở mà có nhớt, ống thở có nhớt thì chắc chắn nó phải hao nhớt. Thì nhớt nó phải ra được ống thở thì nó phải hao đi chút. Nhưng mà nó chưa hao nhiều. Nhưng mà Mạnh nghĩ là ống thở mà đã ra một cái gì đấy rồi thì cái máy nó cũng đã bắt đầu có vấn đề. Máy nó bắt đầu có vấn đề thì nó mới có cái tình trạng như thế bạn nhé. Thế thì cần phải theo dõi thêm xem là cái độ hao nhớt nó là bao nhiêu. Rồi cái điện thoại của Mạnh nó nhảy lung tung quá nên là không biết là được. Đây rồi, Khôi Nguyễn, câu hỏi của Khôi Nguyễn đấy rồi. Rồi xin chào Thái Võ. Sao 4508 châm nước mát 5 lít đầy bình rồi? 4508 mà 5 lít nước làm mát thì hơi ít, có lẽ là xả không hết rồi. Nó Mạnh nhớ không nhầm nó phải 7 lít mấy. Hiệp Đông Bắc, anh Mạnh ơi, em thay đôi lốp sau đôi lốp trước cũng hơi mòn, có ảnh hưởng đến đồng tốc không, cài cầu không? Chỉ cần em chỉ cài cầu khi lên bờ hay xuống khó đi. Những cái lúc mà khó đi hay lên bờ thì không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu như mà thay lốp mà cái lốp trước nó mòn rồi ấy, thì bơm cái lốp cho nó đúng, bơm cái lốp sau cho nó đúng với cái thông số của nhà sản xuất, đúng với cái áp suất nha, đúng cái áp suất, chứ đừng có bơm căng hơn. Còn lốp trước thì lại bơm căng hơn đôi chút thì đâu đó cái sự thay đổi về đường kính nó cũng có và nó sẽ tương đồng với nhau, tương đối tương đồng. Còn bạn chỉ đóng số lúc đóng cầu lúc mà quan trọng thì nó không ảnh hưởng nhiều bạn nhé. Xin chào Quế Sam, anh cho hỏi cô ta 4018 chạy 1m8 có được không? Nặng lắm, 1m75 là hết kim rồi, 1m8 là hơi nặng với nó. Xin chào Quý Nguyễn, cô ta 5018 có độ ti nghiêng được không anh? Độ ti nghiêng có hại cho máy không? Dễ bức nhớt không? Độ ti nghiêng của 5018 thì hoàn toàn được. Đây Mạnh cho anh em xem cái này. Anh em chờ Mạnh một chút, Mạnh sẽ lấy cho anh em cái bộ để độ ti nghiêng. Đây.
Đây thưa anh em, đây là cái miếng bích trung gian để độ tự nhiên. Đây, miếng bích trung gian của KTM. Đấy, để độ tự nhiên. Đây, cái chỗ này lắp gioăng này, lắp gioăng này, lắp gioăng này, gioăng này. Đây là cái hai cái lỗ lấy nhớt này. Đấy, có rèn, có cút để lấy nhớt đây. Rồi, cộng với cái bộ van này, cộng với cái bộ van này, cái bích này để lắp vào cái chỗ cái bên hông của cái hộp mu rùa, thay cho cái mặt bích nhôm và cái bộ van này thì sẽ lắp được tự nhiên dây tiêu. Và rất nhiều anh em lắp tự nhiên ở trên cái máy 4018 5018 mà dùng cái bộ van, cũng như là đặc biệt là cái bích chuyên dùng tiêu chuẩn của KTM để lắp cái bộ tự nhiên thì rất là ngon lành và chuẩn. Đó là cái câu trả lời rất là thực dụng của bạn cho một bạn mà hỏi về cái việc lắp tự nhiên của cái máy 5018 đó, và hoàn toàn là được, bởi vì là người ta đã thiết kế sẵn rồi, thiết kế sẵn cái mặt bích nắp, chờ tháo cái nắp nó ra thay vào cái này để lấy nhớt ở đây ra cái van, xong từ cái van quay về đấy, lấy nhớt ở đây qua van, xong từ van quay về đây là nó sẽ cũng như là ủi này, hoặc là các cái xi lanh ben của các cái công việc khác là rất là ok bạn nhé. Thì hoàn toàn yên tâm là không có bị bức nhớt bức nhắc gì hết, trừ khi mà chế lung tung thì nó mới bị thôi, thì nó mới bị mạt hay là bị không đúng, rồi nó làm cho cái van nó bị kém đi, chứ còn tiêu chuẩn là người ta vẫn có cái chỗ chờ là như thế. Xin chào Nông Thắng. Anh ơi, nhớt cá trôi à? cái này là bạn viết là bị cái bàn phím nó tự tạo rồi. Nhớt cá trôn có bị nhái không vậy nhỉ? Bữa em có đổ mà có làm được 3 ha đã đặt. Úi rồi, không được, đặt là không được, mà nhớt cá trôn là cái nhớt là dễ bị nhái nhất. Bởi vì nó là loại nhớt thông dụng, ai cũng biết thì suy ra là bán được nhiều thì suy ra là sẽ dễ bị nhái, đó là điều đương nhiên. Đây nhớt đây này, đây mình cho anh em xem cái nhớt này. Đây nhớt động cơ, đây nhớt động cơ của John Deere đây, rất là xịn. Đây là nhớt thủy lực này, nhớt thủy lực đây, còn đây là nhớt của Kubota này, đây là nhớt của Kubota, nhớt động cơ Kubota. Đấy, đây là nhớt thủy lực của John Deere, nhớt động cơ John Deere. Còn một loại nhớt động cơ này của John Deere này, chắc là mọi người sẽ chưa ai biết về cái nhớt này. Cái nhớt thủy lực, nhớt động cơ của John Deere Plus 50 này là nó dùng được 500 giờ đây, mà Mạnh có thi thoảng có nói với anh em này. Đây, loại nhớt này thì nó đắt tiền hơn là nhớt này, đắt tiền hơn nhớt này, nhớt này đã xịn lắm rồi, nhưng mà cái loại này còn xịn hơn. Loại này dùng 500 giờ mới bay thay. Đây, tức là 2 mùa mới bay thay. Thì đó là nhớt của John Deere. Cái nhớt này hiện tại là gần như là chưa có ai muốn nhái nó cả. Bởi vì là nó đang còn mới vừa ra mắt thị trường, gọi là nó có thì có từ lâu rồi, còn nó bắt đầu được Mạnh thông báo để bán cho anh em thôi, bán cho anh em ở khắp các cái loại máy móc thôi. Thì đấy mới gọi là nhớt là còn ít ít nha, gần như là không bị nhái. Nhưng nhớt cắt trôn thì Mạnh tin là nhái nhiều lắm. Rồi, ai mà muốn mua nhớt thì cứ liên hệ với, cứ vào truy cập vào website kỹthuatmay.vn. Đây, website kỹthuatmay.vn này. Đó, vào cái website này, kỹthuatmay.vn. Đấy, kỹthuatmay.vn. Đấy. Là sẽ thấy cái giá thành cũng như là mọi thứ của cái nhớt đấy, cái thông tin của cái nhớt đấy. Nhớt này, nhớt John Deere này.
Rất dân điện thì dùng thì phê lắm. Rồi. Cái điện thoại các bạn nó hơi nhảy lung tung nên là xin phép anh em cho bạn tìm lại cái câu hỏi từ lúc nãy một chút. Đây rồi. Rồi nông thắng. Tiếp theo câu hỏi của máy nông nghiệp Đắk Lắk. Anh Mạnh ơi, bình thường cốt tay gen ở cốt tay gen máy bị dơ có hiện tượng kêu không? Có chứ, cốt tay gen mà bị dơ thì cũng mà kêu nhiều luôn. Kêu bạc 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 bạc. Cái cạch. Nha bạn nha. Nhưng mà ít khi cốt tay gen nó dơ theo cái kiểu đấy lắm. Chốt tay gen mà dơ thì chắc nhiều cái dơ. Nó sẽ kêu bằng bạch. Rồi, xin chào toàn bùi. Sao không nghe thấy gì mày? Ủa? Bây giờ anh em đã nghe chưa nhỉ? Mày nghĩ là phải nghe rồi chứ. Anh toàn bùi mở to loa lên nhá. Rồi, xin chào Vân Huynh. Anh Mạnh phớt trợ lực tay lái 4508 thay phớt mới. Nó đẩy phớt ra là bị sao? Ui, thay phớt mới đẩy phớt ra thì bên trong lõi nó cũng căng đấy. Bên trong lõi là cũng hơi căng. Hơi căng thì nó mới đẩy phớt ra mạnh như thế. Nên là chính vì thế nên bạn phải kiểm tra toàn phần đi. Kiểm tra toàn phần đi thì nó mới ổn được bạn nhé. Rồi, xin chào GS. Chú Mạnh cho hỏi máy 7040 lắp cần gắp mía có phải lắp thêm bơm thủy lực không? Không. Không cần phải lắp thêm cái bơm thủy lực gì cả. Lấy trực tiếp hệ thống thủy lực trong máy là được anh nhá. Chỉ cần lắp, cần gắp mía thì chế xi lanh là được rồi. Xi lanh co cút là được rồi. Xin chào Trường Duy. Sao máy em mới thay nhớt đã bị đen rồi anh? Máy mới thay nhớt mà bị đen thì thật ra là nó cũng là đương nhiên đối với những cái máy mà nó già rồi. Và đặc biệt là những cái máy mà có cái kim phun mà nó không chuẩn, mà nó phun mà nó đốt không hết ấy, thì mũi than nó sẽ rơi rất là nhiều xuống nhớt. Nên là nhớt nó chuyển đen rất là nhanh. Nhưng mà nhớt chuyển đen thì nó mới là một cái tác dụng là vệ sinh thì nó mới đen. Nhưng mà đừng có lo về cái chuyện nhớt đen nhiều, mà hãy lo về tại sao nhớt nó đen. Do máy, do cái gì, do kim phun hay là do hệ thống hơi thì nó mới làm nhớt đen, nó là quan trọng. Còn nhớt khi mà nó rửa trôi mọi thứ nó sẽ đen. Tất nhiên là có những cái máy mà nó già, nó kém thì nhớt nó sẽ đen nhanh. Còn máy mà nó bình thường thì nhớt nó lâu lâu nó mới đen bạn nhé. Đó, hoặc là kim phun nó có vấn đề, nhiên liệu có vấn đề nó đã đen rồi. Ờ, xin chào Hồng Huệ Thạch. Xin chào Yên Ngô. Chào Mạnh, cho mình hỏi máy Mitsu MT52 của mình khi bật công tắc phay điện sao nó giật mạnh là sao vậy? Cảm ơn. Bật công tắc phay điện nó giật mạnh là điều đương nhiên. Bởi vì là cái công tắc phay điện ấy, nó sẽ kích ngay cái van thủy lực cũng như là cái bộ côn thủy lực của sới, và nó ép vào ngay, cái tốc độ ép nó rất là cao. Và ngoài ra nếu như nó giật thì phải xem lại xem là cái hệ thống trục các đăng này, sới này, liên kết các thứ nó có, rồi xích ở trong sới nó có giật không, nó có dơ dảo lắm không. Nếu như càng dơ dảo thì nó càng giật mạnh. Anh xem lại cái đó đi, anh xem lại cái độ dơ của máy đi. À, của hệ thống trục các đăng rồi nhông xích của sới để biết được là nó có dơ lắm không. Rồi, xin chào Minh Phạm. Đầu nổ D15 là 3,5 lít nhớt. Bạn gì nhỉ, lúc nãy bạn thì mình quên mất tên rồi. Bạn ấy có hỏi là đầu nổ D15 là bao nhiêu lít nhất. Thì nay là có một có bạn Minh Phạm nói là đầu nổ B15 là 3,5 lít nhất bạn nhá. À, rồi, xin chào Kim Anh. Cho em hỏi con US36 thì dùng bao nhiêu lít nhất động cơ. US36 bao nhiêu lít nhất động cơ thì mình cũng không nắm được cụ thể. Và nếu như mà bạn muốn biết cụ thể thì có thể nhắn tin cho Mạnh sau khi tắt cái video này đi, thì viết lại cái câu đấy. Bởi vì là phải tắt đi cơ, xong rồi xem lại, viết lại cơ, hoặc là bình luận bằng một cái gì đấy ở trên cái kênh kỹ thuật máy sau khi mình xem lại các video, thì Mạnh sẽ tra cái thông tin
của con US36 đấy mà anh trả lời cho bạn tin nhắn bạn nhé. Rồi xin chào Hợp Vũ Văn. Chú mạnh cho anh hỏi dàn phay khi quay nó rung là gặp những lỗi gì? Dàn phay khi quay nó rung thì cơ bản một điều đầu tiên đó là lệch tâm của trục phay. Lệch tâm của trục phay là dao lệch tâm, lỗ lệch tâm thì nó rung. Và chia dao không đều tâm, không cân tâm thì nó sẽ rung. Đấy, nó lệch tâm nhiều quá. Thì đó là nguyên nhân đầu tiên và cơ bản nhất của cái việc là dàn phay nó bị rung. Thì bạn phải xem lại. Ngoài ra thì nó có chuyện là bị lệch khung thì nó cũng rung, lệch khung ấy, hai cái khung, hai cái đầu của cái một đầu hộp xích, một đầu không xích nó bị lệch, thế nó làm cho bẻ cái hệ thống trục lắp và trục phay thì nó sẽ rung nha. Thì hy vọng là máy của bạn nó chỉ bị lệch trục thôi, lệch dao trên trục thôi, chia không ngon không đều thôi. Đó là với những người mà chế lại nhé. Còn nếu những người mà không chế lại thì thường là bị lệch khung. Rồi, xin chào Quân Audio. L1235 lắp phay nước tối đa tầm bao nhiêu mét anh? L1235 thì lắp tối đa 2m đến 2m1 thôi. Cho nó chạy cho nó ngọt bạn nhé. Đó, 2m đến 2m1 hoặc là 2m2 trở về thôi. Đừng có cao quá, đừng có cao quá không chạy được đâu. Xin chào Từ Sơn Dương. Anh cho họ anh xin hỏi anh Mạnh, ắc quy đề khi máy nguội nó nổ khi máy nguội khó nổ, mình kích 2 bình lên 24V có ảnh hưởng đến thiết bị điện không? Có, sẽ ảnh hưởng đến máy phát IC bảng táp lô, là ba cái đó, máy phát IC và bảng táp lô. Rất nguy hiểm ở chỗ đó, rất nguy hiểm ở chỗ là máy phát IC và bảng táp lô nhé. Thì nó sẽ làm cho cái đồ đó nhả hỏng nhanh lắm, cái máy phát IC bằng tốc độ hỏng nhanh lắm. Kích 12V thôi, 12V đấu song song hai bình ắc quy cho nó mạnh, lượng điện cho nó lớn thôi, chứ đừng có điện áp cao thì nó qua nó vượt quá đến mức điện áp 12, 13, 14 V là đã bắt đầu cao, 14V, 15V nó bắt đầu cao rồi. Mà đây kích trên 24V thì nó cũng nhiều máy không chịu được, nhưng nhiều máy không chịu được. Bằng tốc độ với cả máy phát IC, máy phát các thứ tiết chế nó không chịu được đâu. Xin chào Cường Con. Anh Mạnh ơi, dàn sới trong cái gì? Trong cái ốc có chạy được nhớt thủy lực không anh? À, trong cái ốc có dàn sới chạy được, chạy tốt và chạy ngon, chạy rất là hay. Bạn Cường Con nhá. À, xin chào Tiến Đông Bùi. Mạnh cho hỏi đồng hồ công suất à? Kim báo đồng hồ công suất kim không báo nữa làm bị sao vậy? Cách khắc phục xin cảm ơn. Anh phải cho Mạnh biết nó là máy gì nhé, máy gì cụ thể thì Mạnh mới có thể tư vấn cho anh được. Bởi vì là mỗi cái máy nó có mỗi cái nguyên lý mạch điện khác nhau và nguyên lý cái đo cái đồng hồ đó khác nhau. Có thể là cơ, có thể là điện đó. Thì anh phải cho Mạnh biết rõ cơ. Rồi sẽ anh Tiến Đồng Bùi cho hỏi cánh quạt hút bụi vào máy Cuda L118 giá bao nhiêu? Cái này thì Mạnh cũng không nắm được giá anh ơi. Xin chào Nét Miền Tây. Anh cho hỏi máy Komatsu 3D84 mình làm máy làm heo bét rồi mà sao nó vẫn có khói vậy? Chạy mấy hôm hết không? Không hết đâu, không hết, làm chưa chuẩn thì nó có khói vậy thôi, chứ đã khói thì chạy một lúc là phải hết, chứ không để cho chạy mấy hôm được. Chạy mấy hôm chả hết được. Mạnh tin là như thế, một lúc nó hết là nó hết. Xin chào Thái Võ. Nhớt thủy lực máy cài sao mau đen vậy, nguyên nhân nào? Nguyên nhân một ấy là do nhớt kém, nguyên nhân hai là nước vào, nguyên nhân ba là bụi bẩn nó vào nhiều, bùn đất nó vào nhiều anh nhá. Ủa, nó lại nhảy đi đâu? À đây rồi. Xin chào Nguyễn Dung. Máy cài Janma IM2202 ga nhỏ thì kêu em ga nhỏ thì kêu em nghe ở ống nhỏ thủy lực là bị nó rung,
nó rung, nó công sôn, xong nó va đập thì nó kêu. Bạn tìm kỹ cái chỗ đó bạn nhé, và tìm kỹ. Và ga ấy, cái mức ga định mức ở đây ấy, nó khoảng 850 cho đến 1000 vòng phút là đều, thì bạn phải chỉnh cái đó chứ để ga nhỏ quá nó kêu reng reng, nó kêu thì nó không tốt cho hệ thống bôi trơn của cho máy đâu, máy nó nhanh già lắm. Xin chào Tài Nguyễn Văn, Tài Nguyễn Văn đã bị thông báo bị rút lại rồi. Xin chào Kha Nguyễn, máy anh 494 không chảy nước mà trong côn có nước là bị sao em? Cái này chắc anh để mưa hay là như nào, nó ngâm nước hay là cái gì thôi chứ. À, trong côn thiếu gì nó cũng có, bởi vì hơi nước nó đọng lại, côn nó côn khô là hơi nước nó đọng lại và nó ngấm, cũng như là nó đánh tan mỡ này, rồi một chút nhớt ở hộp số, một chút nhớt ở động cơ có thể nó ngấm qua đó, hoặc nó đánh tan mỡ, nó thành cái dạng nước. Thì cái đó nó cũng dễ hiểu là như vậy anh ạ. Rồi, rất nhiều anh em hỏi nên nó hay bị trôi. Xin chào Quý Nguyễn, bộ ti nghiêng anh giới thiệu đó có bán ở hãng không, đồng bộ nó hết bao nhiêu? Cái này bạn có thể vào website kỹthuatmay.vn để bạn xem và đặt hàng là được. Mình có cả trên cái website này, có cả xi lanh, cái xi lanh thì xi lanh cũ thôi, còn có cái van này mới này, cái bộ ben ở cái bộ bích chia là mới này, radio mới, còn sẽ có cũng mạnh, cũng có cái xi lanh cũ để cho anh em có thể dùng được nha. Ồ, còn cái máy của mạnh xin lỗi là nó bị làm sao ấy. Nó cứ nhảy lung ta lung tung, rất là khó để có thể tìm được cái câu hỏi sát đó. Đây rồi, xin lỗi mọi người đã làm mọi người chờ lâu. Quang Nguyễn, anh ơi, ở Thanh Hóa mình có bán đầu nổ Nhật bãi ngon không hả? Thi thoảng thì trong hệ thống của mạnh có, nhưng mà hiện tại thì không còn. Xin chào Long Hoàng Văn, xin chào chú Mạnh, chú cho anh hỏi máy gặt AVK70 của anh bật khóa điện lên, kim báo tua lên, để máy nổ lên thì nó lại không chạy, nó hỏng đồng hồ hay từ đâu, nó hỏng cảm biến anh ạ. Cái cảm biến vòng tua của anh có vấn đề rồi, anh xem lại cái chỗ cảm biến vòng tua, hình như sau máy phát ấy, ở máy phát ấy anh nhá, có thể máy phát điện của anh có vấn đề. Xin chào Hoàng, anh Mạnh cho em hỏi nhớt em mua ở ngoài hãng khác như Shell, Kiss, Mobi, Cantech về đổ vô máy 70 chạy có ổn không? Thật ra ấy, là chạy thì vẫn chạy được, nhưng mà cái máy nó không thoát cũng như nó bì ấy, chứ nó cũng chả sao, hoặc là nó nóng hơn đôi chút bạn nhá, bạn Hoàng nhá. Còn nếu như bạn mua được những cái loại này, mà những cái loại phẩm cấp cao là một yêu cầu nhé, phẩm cấp cao chuẩn theo cái máy mà dùng được cho máy nông nghiệp ấy, thì là nó sẽ chuẩn xịn. Nhưng mà anh nghĩ là những cái phẩm cấp đó nó cũng có cái giá thành, nó không phải là ít đâu. Xin chào Quang Nguyễn, giá cả đầu nổ Nhật bãi hợp lý, mong anh chỉ giúp. Cái này mạnh có rất là ít nên là mạnh chưa thể thông tin với Quang Nguyễn, là có thể kết nối Zalo với mạnh qua số điện thoại 0904987558 nhé, để nếu có thì mạnh sẽ chụp hình cũng như gửi các thông tin cho anh. Xin chào Tài Nguyễn Văn, anh Mạnh cho em hỏi xe máy cày 345 không ngắt được cầu trước là sao vậy, mà em đã tháo hộp nhông chuyển cầu ra rồi ấy, hai nhông vẫn hoạt động qua lại bình thường, không cắt được cầu trước, không cắt được cầu trước thì Mạnh nghĩ là nó cũng chỉ là bó thôi, hoặc là cái trục cắt đăng chuyển động cầu trước, hoặc là cái bộ hệ thống vi sai cầu trước nó là có vấn đề nên nó bó, nên là bạn có cảm giác là không cắt được cầu trước, chứ còn thật ra là bạn đã tháo cái bọng ở dưới gầm hộp số ra, bạn kiểm tra cái bọng cầu
bạn kiểm tra cái bọng chỗ bánh răng để chuyển cầu rồi không sao thì là không vấn đề gì cả bạn nhé. Hoặc là cái thước, cái cần ấy, cái cần như các cầu trước nó bị kẹt hoặc nó lệch nên là cuối cùng là không cắt được, ấn xuống nó lại đến, ấn xuống nó chạm rồi, quan trọng là ấn xuống một cái là nó chạm vào sắt si rồi của cái cần điều khiển ấy, nên là nó không cắt được, làm cho anh em hiểu nhầm thôi. Mạnh nghĩ là như vậy. Rồi xin chào Hải Lê Văn, anh Mạnh ơi cho em hỏi, em mới mua máy cặt, mới mua máy mới thì chạy bao nhiêu giờ thì phải thay nhớt động cơ? Nếu như mà máy của ta thì 500 giờ, 50 giờ. Máy của ta 50 giờ, Yanmar 50 giờ, còn John Deere thì 100 giờ mới mới nên thay. Xin chào Nông Quyết, mọi người xem like chấm vài cái cho ông Mạnh có tinh thần làm video để mọi người được vui. Rồi, cảm ơn mọi người, rất là cảm ơn Nông Quyết rất là nhiều. Rồi, cảm ơn những anh em đã cho Mạnh một chấm một like. Rồi. Xin chào Tài Nguyễn Văn, anh Mạnh cho em hỏi muốn mua dàn ủi John Deere của máy cày 270 thì mua ở đâu? Mày nghĩ là cái đó là hơi khó. Hơi khó. Có những cái dàn ủi mới đấy, nhưng mà không biết nó vừa với cái máy 270 không. Hay là phải chế thì nó vất vả bạn nhé. Nên là mày cũng chưa, bạn tìm những cái bãi máy coi, bán máy dầu điên xem có những cái bãi máy cũ ấy. Rồi xin chào Cường Con, anh có đi chơi các nơi không? Có chứ ạ. Đi nhiều luôn đấy. Đi lung tung khắp các nơi, đi sửa rồi đi làm tùm lum các thứ của máy nông nghiệp cho anh em. Rồi xin chào Ngọc Võ, anh Mạnh ơi xài pu long pin, xài cái gì pu long pin cho máy gặt bao nhiêu, cái gì NM là chuẩn, cái này là chịu nha, cái này là mình không dịch được, bạn vui lòng viết rất là rõ ràng cho mình cái. Xin chào Vân Huynh, máy L4508 muốn gắn ben một lấy nhất ở đâu, có phụ tùng gắn thêm không? 4508 thì hiện tại là mình chưa có cái bích này. Mình chưa có cái bích này. Cái bích này thì nó lệch so với 4508 một tí xíu, anh em có thể chế lại cái lỗ khoan con bù long là được. Đấy. Nhưng mà cũng vẫn phải có cái bích đấy thì mới lấy được nhất. Mới lắp được vào van. Xin chào giới điện thoại. Anh Mạnh ơi cho em hỏi, em có con xe 2650 Mitsu mới đổ nhớt chạy có mấy chục giờ là nhớt đen lắm là sao em? Cảm ơn. Lúc nãy cái câu hỏi này Mạnh cũng có trả lời một vài lần. Anh em cũng hay hỏi là nhớt nó đen thì do một là kim phun kém, hai là nhiên liệu kém, ba là hơi kém. Đó, bốn là nhớt kém. Chỉ có bốn cái lý do đó thôi. Bạn nhá. Đấy, nếu như mà máy móc của nó kém mà nhớt có tốt thì nó vẫn đen, vì là nhớt nó có tác dụng tẩy rửa nữa bạn nhé. Rồi, xin chào con audio, anh ơi phay nước với phay khô khác nhau như thế nào ạ? À? Lượt đầu tiên có giả phay nước được luôn không? Không nên phay nước lượt đầu tiên, tránh né ra, bởi vì phay nước nó rất là yếu và nó sẽ hỏng cực nhanh. Nhớ là như vậy, nhớ cho mạnh là như vậy. Và phay nước ấy, chỉ có phay lần hai thôi. Còn phay khô thì cái con dao nó to khỏe và nó cứng, cũng như trục nó ở cái bề rộng phay nó ngắn thì nó đủ tải và nó phay nó cuốc ra, xong đó mới đến phay nước thì là hay nhất bạn nhé. Rồi xin chào Tiến Đông Bùi, máy L118 mày không nhớ là bạn hỏi cái gì rồi, hình như hỏi về cái đèn hay cái gì đó của bảng tắp lô thì. Xin lỗi bạn là lần sau bạn hỏi bạn viết luôn một lèo cho mình thì nó đỡ bị trôi cái câu hỏi của bạn. Xin chào Trường Nguyễn, anh Mạnh ơi cho em hỏi sự khác biệt phay nước và phay đa năng, xin cảm ơn. Phay nước chỉ có phay mình được ở dưới nước, người ta gọi là phay nước để trả ruộng, để trang ruộng cho nó nhanh, cho nó thành bùn hoa cho nó nhanh. Còn phay đa năng này phay để cả nước cả khô, và khác biệt quan trọng ở đây là phay nước thì chỉ dùng được ở nước và dùng lượt hai,
Ngoài ra phay nước thì nó rộng hơn, bề rộng của nó lớn hơn, dao nó ngắn, dao nó ngắn tí, à, dao nó ngắn. Còn phay khô thì dao dài, bề rộng nhỏ và sới nó cuốc những cái cục to hơn. Và xin chào anh Nông Thắng, em đi căn heo về mà nó kêu quá, có sao không anh? Có sao không anh nhỉ? Kêu cóc cóc. Con heo về mà nó kêu cóc cóc, tức là nó đang kêu ấy, tức là bạn đang chỉnh con heo nó đang phun sớm. Mày nghĩ là nó đang phun sớm nên là nó mới kêu cóc cóc như thế, bạn chỉnh lại xem thế nào nhé. Rồi xin chào Văn Nhã Chiều. Xin chào Tuấn Khương Sĩ. Xin chào từ Xuân Dương. Lốp 9.5-22 mình bơm bao nhiêu cân hơi là vừa? Nếu như mà mạnh nhớ không nhầm thì 2 cân 3. Bạn nhá, 2 cân 1 đến 2 cân 3. Mà hình như là 2 cân 1. Rồi, trên thân lốp bao giờ nó cũng có ghi cái thông số bơm lốp nhá. Yên tâm là như thế. Rồi xin chào miền quê lúa 18. Cho em xin thông số Jaguar của 3408. Mình không biết cái thông số dây đó A bao nhiêu đâu, mình chỉ biết mã số phụ tùng ở trên web phụ tùng guta.vn thôi, chứ không biết cái kích thước của cái dây đó đâu. Không để ý. Xin chào Com Tum Sơn. Xin chào HD La. Anh ơi, máy gặt DC60 lúc mới nổ kêu gì trong máy, nổ một lúc lại không thấy kêu nữa, có phải kêu bơm có áp không? Máy kêu phía trên, cái đó không phải kêu bơm có áp, mà anh nghĩ là kêu do máy thôi, do máy hoặc do kim thôi. Nó có thể kim nó đang bị nghẹt thì bị gì đấy, xong rồi một lúc sau nó hết, nó đều đi nó hết, chứ không phải là kêu bơm có áp, mà anh nghĩ là như vậy. Xin chào trong ngày báo mới trong ngày. Cho hỏi máy 70 Bluetooth và VN khác nhau ở điểm nào? Nhiều điểm khác nhau lắm anh ạ. Cái này mình có làm một cái video so sánh giữa máy VN và máy Bluetooth rồi. Những cải tiến của máy Bluetooth so với máy VN rồi. Nó cải tiến một chút ở hàm gặt. Rồi nó cải tiến ở bánh tăng này. Rồi nó cải tiến ở sàng này. Ở đập này. Nói chung là cũng cải tiến một số thứ. Rồi ở nhông băng tải lúa này. Nó là nhông đôi này. Bạn nhá. Rồi xin chào từ Xuân Dương. Anh em nhớ ủng hộ like nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào Hiếu Nguyễn, bơm thủy lực Janma 2003 có không em? Giá bao nhiêu em không có anh ơi. Xin chào Kiệt Nguyễn, công ty mình có bán bộ áo xe 24020 cháu. Dạ có, chú vào website phụ tùng kubota.vn viết liền không dấu. Cho đọc lại nhé, phụ tùng kubota, phụ tùng này và chữ kubota.vn viết liền không dấu. Bắt vào đấy, bắt vào B2420, bắt tút xuống cái phần lốp bỏ xe là bắt thấy. Rồi xin chào cường lực mạnh lực. Rồi xin chào Đỗ Văn Bồi. Cho em hỏi cách tháo quả lô cuốn lúa bé ra mà không cần phải tháo hàm cắt rời. Không có cách gì cả. À có một cách là bằng gió đá. Gió đá là chắc là không cần phải tháo hàm gặt đâu. Tháo gặt nhanh mà. Có một mũi con ốc xong rồi tháo cái rắc điện cũng như là cái dây nối tiêu. Xong dựng cái dây nối tiêu lên xong rồi kê cái cầu đến cái đáy hàm gặt xong hạ xuống cái là nó ra thôi. Từ nó cái móc không gặt nó ra lùi ra thôi anh nhá. Chắc chắn là tháo cái quả đấy phải tháo không gặt. Rồi xin chào máy cái gì? À máy bắn bu lông xài pin cho toàn máy gặt bao nhiêu newton mét là chuẩn? Ôi cái này mày không nhớ, hình như là 210 newton mét. Xin chào Tú Hoàng Nhật, anh Mạnh ơi, máy có trợ lực mà lái nặng thì hỏng gì vậy? Đó là một là hỏng bót lái, hai là bị tắc lọc, ba là động là bơm có vấn đề. Đó là ba cái đó. À quay lại câu của Ngọc Võ là bu lông xài pin là tối đa là 210, bởi vì cái trên cái máy của chúng ta đâu đó nó cũng gặp 210 là gần như hết rồi. Bạn nhá.
Xin chào Tài Nguyễn, anh Mạnh ơi, lên máy lên turbo xài kỹ có nhanh xuống không? Có nhanh xuống máy, nhanh xuống máy, bởi vì khi lên turbo máy nó sẽ nặng hơn, nóng hơn. Rồi xin chào Hoàng Khắc, anh ơi cho em hỏi thay turbo Kawasaki 70ZV thay mới có bền không? Cái này thì mình không đánh giá được đâu, mình không đánh giá được đâu, thật sự là không đánh giá được. Rồi, xin chào B-Bách, em đổ tay lái trợ lực đẩy nhớt ở mu rùa ra, ben thủy lực ga bé nâng không nổi 70kg là sao? Ga bé nâng không nổi 70kg thì thật ra nó là thoát áp qua các cái hệ thống thôi, hệ thống van rồi hệ thống điều khiển là nó hay bị thoát áp vào đấy, chứ còn guarantee nó phải nâng được, hoặc là bạn lắp nó đang có cái gì nó sai sai, cái xi lanh hoặc là nhỏ quá hoặc là như thế nào đấy thì bạn phải nghiên cứu lại nhé. Rồi xin chào Cương Trần, anh Mạnh ơi con Kubota sao lại Kubota Shimura 23 của em sao nó yếu, sao nó yếu máy vậy, em cần chảo ba mà nó bơi bánh ghê lắm không kéo được. Bơi bánh đâu có phải yếu máy đâu, bơi bánh là nó nhẹ quá thôi, nó nhẹ quá thì nó bơi bánh, bạn cho nặng cái máy nó nặng lên là nó đi được luôn thôi bạn nhá. Bơi bánh đó là không phải do yếu mà giờ máy nó nhẹ thì nó thế. Rồi một câu hỏi nữa của bạn DH Trường, anh cho em hỏi cách thay đuôi chuột 4508. Thay đuôi chuột 4508 thì bạn tháo cái bích ra, bạn lôi ra xả nhớt đi, tháo bích đằng sau, tháo bích của cái đuôi chuột đằng sau lôi ra là nó sẽ ra cả đám rồi, ra cả trục cả bích đó, rồi bạn tháo trục ra bạn thay thôi, tháo trục đuôi chuột ra bạn thay bên ngoài thôi bạn nhé. Hiệp Đông Bắc máy Nhật bãi sao nhiều nước nhập vẫn không hết của họ vậy? Bởi vì là họ sản xuất nhiều quá từ năm 86 đến giờ cơ mà, nhiều lắm, ở khắp các nơi nhiều lắm. Liễu Nguyễn Văn, xin chào Huy Phạm, anh ơi cho em hỏi máy 3100 trợ lực lái mà lái một bên nặng một bên nhẹ là sao? Thế thì hãy kiểm tra lại cái hệ thống cơ khí của máy, kích nổi cái đầu máy lên xong đó lái không, xem là bên nào nặng bên nào nhẹ, không trợ lực nhé, tắt máy đi không trợ lực bạn nhé. Rồi xin chào Việt Đầy Nguyễn, nói cho dễ hiểu cung không đủ cầu. Rồi cung không đủ cầu. Rồi, câu hỏi cuối cùng của Cường Lực, anh mọi người cho em có dự định mua máy gặt đang phân vân Kubota hay Zenma loại nào tốt? Nếu như mà bạn muốn này thông dụng nhiều đồ và đâu đó có những cái chạy lầy chỉ cần thay xích gai cao là được thì bạn mua Kubota. Còn nếu như mà bạn muốn mua một cái để phục vụ kỹ hơn, đó là sạch lúa này, ít phải sửa số này, gần như số nó rất là ít sửa luôn, số bền này, bơm bền này, rồi đặc biệt là động cơ thoát tải này, động cơ không có lịm, không có thoát tải, không có ì máy, không có ấy thì động cơ khỏe thì, và đặc biệt là sạch lúa, ít rơi vãi đó, gặt nó cũng đơn giản thì bạn hãy chọn Zenma. Còn nếu như mà bạn muốn sửa nhiều thì sửa, có nghĩa là sửa số nhiều này, hoặc là động cơ nó cũng hơi đuối một tí, động cơ của Kubota thì mình không hiểu tại sao bên hãng Kubota họ lại làm nó cái công suất so với cái máy ấy, nó tối đa, nên là khi mà chúng ta tải nặng hơn bình thường là nó xìu ngay đó, nên là mình chỉ có thể khuyên bạn được tí như vậy thôi. Rồi còn một số câu hỏi nữa mình sẽ trả lời hết, là máy GD5040 mang dàn sới bao nhiêu là được? Dàn sới bình thường là 1m8 là tối đa, sới 1m8 là tối đa nhé,
và giao trung bình. Xin chào Liễu Nguyễn Văn, chào anh Mạnh, cho hỏi máy 45018 đèn báo sạc lúc sáng lúc không. Cái này phải kiểm tra ngay, không để tình trạng nó được, hoặc là nó lỏng dây, hoặc là nó chập mát của cái dây báo sạc. Đấy, nó lỏng dây, thường là có thể là lỏng dây, nó không phát ra điện thì nó sáng. Ở Hiệu Đông Bắc, dầu vẫn cao quá, lên giá nào để dân hiểu. Thì cứ lý do là giá dầu lên thôi. Giờ D Trường, DH Trường, ui còn nhiều câu hỏi lắm, mọi người hỏi nhiều lắm. Thì mày xin phép được đọc và trả lời câu hỏi cuối cùng của bạn DH Trường nhé. Anh Mạnh cho em hỏi tay sách của máy 5018 thay cho 4018 được không? Không, chắc Mạnh hai cái khác nhau, cái tay sách ấy, khác nhau. Nông Thắng, anh ơi, thay first boss trợ được lái có khó không? Cũng khó, nhưng mà lưu ý với bạn một điều là khi mà bạn tháo ra, bạn phải đánh dấu các cái vị trí bắt ốc, các cái thớt tháo ra lắp vào là đánh dấu lại thật cẩn thận thì mới được bạn nhé. Hoàng Khắc, anh ơi cho hỏi máy xúc lật đang làm tự nhiên gãy trục turbo có ảnh hưởng máy không? Xin anh cảm ơn. Không ảnh hưởng. Nếu như mà gãy trục mà phát hiện ra nó không hao nhớt, nó không nóng máy, nó không ấy thì không ảnh hưởng gì cả, thay turbo là ok. Rồi, Huy Phạm, em dùng dầu số 2 thành phần của Thái UDT đổ cho 3408 được không? Cũng nhiều anh em đổ nhưng mà nó sẽ có cái hiện tượng nó sẽ hú hơn bình thường bạn nhá. Nhưng mà nhớ là phải mua đúng nơi đúng chỗ, tin tưởng chất lượng thì hẳn mua. Còn dầu mà nhái là chết đấy. Trọng Nguyễn, anh ơi máy 70 em đi làm cứ hay bị tụt xích. Hay bị tụt xích là xích trùng, tăng trùng, lệch tăng, lệch bánh lăn thì nó sẽ tụt xích. Từ Xuân Dương, máy cài Janma có dễ phụ tùng không? Bây giờ thì rất là dễ rồi, không có gì là khó. Janma bây giờ toàn quốc rồi, cả hàng Tây, hàng Ta, hàng Nga, hàng Pháp, hàng Tàu, hàng Nhái, hàng chính hãng là có hết rồi, gần như là đầy đủ rồi. Xin chào Tài Nguyễn, mắt sưng hết rồi, ngủ đi anh mày. Cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn Tài Nguyễn đã nhắc nhở và đã động viên. Cảm ơn Hoàng Khắc, Thọ Nguyễn. Câu hỏi cuối cùng của Thọ Nguyễn nha. Anh ơi cho em hỏi máy cài của em đề nó kêu gieo gieo mãi mới đề được là nguyên nhân. Cái đề của bạn là bị phóng sớm, phóng sớm mà không bắt vào cái gọi là bạn phải bảo dưỡng cái đề đi. Cái đề lỏng này, phóng sớm này, bắt sớm này, không chưa ra thì đã quay, chưa ra thì đã chạm máy rồi, đã chạm tiếp điểm rồi, nên là bạn phải bảo dưỡng lại cái đề đi thì mới có thể chạy được. Rồi, Cương Trần hỏi một câu. Cho hỏi máy em cầy chảo phát lâm hay là chảo ống mà sao nó không đi thẳng được mà lắp sang máy khác lại đi thẳng được vậy? Xem lại cái hệ thống móc 3 điểm sao nó dơ dảo không? Nó có lỏng quá không? Thường là nếu như móc 3 điểm nó lỏng ấy, các cái lỗ chốt kiếm này, hai bên là chốt tay trên, nó lỏng quá là bạn chỉnh nó không đi thẳng được đâu. Có thể máy khác người ta đang còn lỗ chốt đang còn ngon, mọi thứ đang ngon thì nó không lỏng thì nó chạy rất là chuẩn và ổn định. Đó, bạn nhá, bạn xem lại cái hệ thống móc 3 điểm của bạn xem nó thế nào. Và đó là cái câu hỏi cuối cùng của buổi ngày hôm nay của anh Cương Trần. Xin chào Thọ Nguyễn và cảm ơn mọi người đã theo dõi những buổi phát trực tiếp của Mạnh. Và cảm ơn mọi người đã chịu khó lắng nghe để biết được các cái thông tin về kỹ thuật. Và hy vọng những cái tư vấn của Mạnh sẽ giúp cho mọi người có thể tự xử lý được cái máy của mình, để làm sao cho cái công việc của chúng ta xuôi soát. Và khi mà làm việc ngoài đồng thì quan trọng nhất là người khỏe, máy khỏe, máy có khỏe thì người mới khỏe được. Cảm ơn từ Xuân Dương và cảm ơn tất cả anh em. Chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Và nhớ cho mình một like để ủng hộ kênh Kỹ thuật Máy KTM nhé.
Mạnh xin phép được dừng video tại đây.